Chào các bạn. Hôm nay mình đi du lịch tới Buôn Ma Thuột, thành phố Đắk Lắk ở Tây Nguyên các bạn ạ. Hôm nay mình tới khu du lịch Kho Tam. Và bây giờ mình đã bắt đầu tới đặt chân tới khu du lịch Kho Tam. Khu du lịch sinh thái Kho Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách tới, khách thập phương tới đây rất là thích tới đây du lịch, bởi vì ở đây có những cái cảnh đẹp rất thơ mộng, lối thiết kế đậm nét Tây Nguyên và có một chút gì đó của miền Tây Bắc. Khu du lịch Kho Tam cách trung tâm thành phố khoảng 9 km về hướng đông nam. Khu du lịch sinh thái Kho Tam tọa lạc ở km 4 quốc lộ 26, phường Tân Hòa, xã Eo Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Và khu du lịch này được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 3 năm 2012. Khu du lịch sinh thái này đã nhanh chóng trở thành điểm du lịch hấp dẫn của người dân bản địa cũng như khách du lịch khắp nơi trong nước và thế giới. Ngay từ khi đặt chân đến đây, chắc chắn các bạn đã phải choáng ngợp với một không gian xanh rộng lớn. Được biết, khu du lịch sinh thái Kho Tam sở hữu diện tích lớn trên 13 hecta và được chia thành nhiều khu vực khác nhau để du khách có thể khám phá cũng như tham quan một cách thuận lợi. Khu vườn chính, khu nhà tre và khu vực hồ cá. Có thể nói Kho Tam mang đậm nét phong cách của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ và mộc mạc. Mặc dù không sôi động, không tấp lập, mà ngược lại Kho Tam mang một vẻ đẹp chân chất, gần gũi. Đây có lẽ cũng chính là điều thu hút khách du lịch ghé tới nơi đây. Cùng chúng mình đi khám phá và du lịch ở khu du lịch Kho Tam, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Tây Nguyên nhé. Thời gian đẹp nhất để đến thăm khu du lịch Kho Tam là vào khoảng từ tháng 9 tới đầu năm mới, bởi vì từ lúc tháng 9 thì cánh đồng hoa dã quỳ bắt đầu nở rực rỡ khắp Kho Tam, được như là trên mắt trên mình một màu vàng nổi bật. Bên cạnh đó, vào khoảng từ tháng 12 tới tháng 3 đầu năm là cũng là thời gian rất là đẹp nếu như các bạn muốn chiêm ngưỡng những bông hoa cà phê lờ trắng xóa trên bầu trời. Hơn nữa, vì Kho Tam khá rộng, chính vậy mà các bạn phải dành ra khoảng một ngày trong chuyến hành trình khám phá Đắk Lắk của mình để đến Kho Tam nhé. Buổi sáng ở đây cũng rất là mát mẻ, do đó hãy ghé vào đây từ sáng đến trưa và thưởng thức những món ăn đặc sản ở đây, rồi buổi chiều mình ra về. Giá vé vào khu cổng sinh thái Kho Tam Đắk Lắk hiện nay là 20.000 đồng cho trẻ em và 30.000 đồng cho người lớn, tiền Việt Nam. Khu du lịch Kho Tam chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Chắc chắn, ấn tượng đầu tiên của các du khách đến đây với Kho Tam là chụp những bức hình ảo trên những cánh đồng hoa tràn ngập màu sắc khác nhau. Cảm giác giống như đang được làm vào một bức tranh, phong cảnh ở đây màu sắc và rực rỡ rất là đẹp. Ngay từ cổng vào đường bên trong, bạn bắt gặp những cánh đồng hoa với muôn màu hình sắc vẻ khác nhau. Từ sắc cam rực rỡ của hoa hướng dương và đôi khi là vẻ trắng tinh khôi của loài hoa cà phê độc đáo xen lẫn những hồ nước trong xanh ngắt. Tất cả đều tạo lên một cảnh quá đỗi lãng mạn và rất là đẹp. Đặc biệt nếu như bạn đã từng được trải nghiệm cảm giác đi săn hoa dã quỳ trên Đà Lạt mộng mơ thì đừng quá ngạc nhiên khi biết được thực chất dã quỳ là một trong loài hoa dại ở mảnh đất Tây Nguyên này. Chúng mọc rất là nhiều, lở một màu vàng rất đẹp trong khu du lịch Kho Tam Đắk Lắk. Ở đây các bạn có thể chụp cho mình những tấm hình rất đẹp
Và nếu như các bạn đến vào tháng 9, tháng 10 đúng là dịp hoa dã quỳ nở thì còn chần chừ gì nữa mà không tranh thủ chụp đến một số những bức ảnh ảo triệu view để mang về khoe rằng mình đã đi tới Kho Tam và gửi tất cả các bạn bè của mình trên Facebook cùng được ngắm những bức ảnh hoa rất đẹp. Cái này nhà chị này cô bên kia cũng có mà dã quỳ này nhà em có mà em đang quay phim không sao. Anh ơi, đi rồi để chụp ảnh ở đây đã. Sao anh này đi ra xa thế này chụp ở đây. Để cho mấy bác này bác chụp xong nè. Nhìn này. Quá đẹp luôn. Dạ. Đó cái thác nước á. Đây anh chụp chỗ này. Đâu anh đứng chụp chỗ này cho em ngồi đây một kiểu đã. Chuối cô tám loại axit amin. Wow, đẹp quá. Rồi cốt mẫu ô cơ. Đây. Dừa này. Hoa đẹp quá. Cây dừa rất là thấp. Cây dừa này bằng tay mình thôi. Chờ Hòa tí đấy, em đi chậm chậm. Chờ Hòa đấy, anh cứ đi đi. Trời ơi. Cây lấm này. Phone đâu?
yếu pin rồi. Trời ơi, du lịch Tây Nguyên thật là đẹp lắm. Để chúc này. Lên sân khấu rồi. Đây rừng trúc đó. Khu du lịch Kho Tam. Mình anh ơi, xin mưu. Em nói nè, đó mấy chị đứng xếp hàng rồi. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi, đẹp rồi. Một kiểu có được nhiêu, 2 triệu. Đúng rồi, đúng rồi, nhiều kiểu. Em đứng dậy em. Tay cống đâu. Rồi, good thôi. Rồi, ok. Wow, một rừng trúc luôn. Nào đứng rồi, chú có. Đang quay phim. Các bạn ơi, ủng hộ cho mình xin một sub, ấn cái chuông nhé, và like, ấn ngón tay trỏ lên nhé, chia sẻ video ủng hộ cho mình với. Cảm ơn các bạn thật nhiều.